Xin chào cả nhà buổi chiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào Bẹo đây. Chào cả nhà. Hey Bẹo. Chiều nay mấy chú cháu mình đi đặt bẫy chuột. Đặt bẫy chuột nha cả nhà, bẫy chuột cơm. Thì cái này mình sử dụng là ông Sáu với lại chú Út với dưỡng Sáu đi đặt là đặt heo đường mòn. Không có sử dụng mồi gì hết. Chị hôm nay gia đình của Giang đi về bên vợ để đi đám mà cho nên là Giang không có tham gia nha cả nhà. Đường này lên chỉnh nè. Đi vô gian đường này lên chỉnh. Càng dâm. Ủa vậy là phải đi ai đi theo sau lưng ông Sáu, ông Sáu đặt xong rồi cắm chứ. Đây nè. Đó. Rồi đi. Tại đi đó đặt đường mòn hết trơn rồi. Rồi. Không đặt thôi đó. Đi trên bờ đi thảy xuống một cây. Đâu thừa. Đi mấy anh kia với ổng thi. Đi trên bờ đây giờ thảy xuống một cây có gì đâu. Đi sao đạp đường mòn mà chuột không vô đó thừa nữa nè. Khổ ghê. Đi trên á, đừng đi dưới. Không mà bằng khâu đi xa ngoài nè, mình gặp mình đi vô đường mòn. Ông Sáu thì cũng có một số bẫy, dượng Sáu cũng có, chú Út cũng có cả nhà. Dượng Sáu đặt hết rồi xong rồi tới chú Út rồi tới dượng Sáu đặt nào hết bẫy rồi thôi. Thì qua một đêm sáng ngày hôm sau là mình sẽ đi thăm. Vậy mình tính đi hướng nào vậy? Dượng Sáu đi trước đi để bắt công đó. Bắt công đợi ông Sáu. Đặt cái này thấy đơn giản quá bà ha, không có phải như cống nhum phải trong lùm trong gì. Con này mình chủ yếu là theo cái đường mòn chút quăng bẹo trước luôn. Quá trời cái đường này quăng sẽ được. Đường mòn quá trời luôn mà không biết nó có vô ngay cái bẫy của mình không. Hẹn cả nhà sáng ngày mai nha cả nhà. Ủa là ba gọi sáng mình đi thăm hay là tối mình thăm? Sáng thăm. Sáng thăm ha. Chú Út thì Dưỡng Sáu cũng đặt luôn. Cả này là chuột mập ú không á. Mày. Ừ. Cái vật này sao đựng được con cũng nhắm. Thôi đừng gãi. Sao không gãi? Sao mà vô được mà gãi? Vô cái nó cứ ngắt luôn hả? Để đây nè. Trên á. Chỉ thôi mình để nó lại đi, bữa nào mình lấy bẫy cũng như mình đạp. Để nó vô cứ ngắt nhắm luôn. Nó vô rồi bao phải gà kể cái cây ghim vô cái bẫy cho nó cứng cái bẫy. Khỏi. Bẫy này chứ phải gì cái hai cái lò. Ông Sáu hết bẫy rồi, giờ tới chú Út với Dưỡng Sáu không biết đi từ hướng nào mà lội qua sông rồi. Chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Sáng nay hơi trễ thôi cả nhà. Sáng nay đi thăm mấy cái bẫy chuột ngày qua mình đặt nha. Lụm rồi nè. Dính. Nãy giờ ông Sáu thăm mấy cái rồi không có ngoài đầu rồi đây nè. Đây, cầm bẹo. Dính để riêng hay sao? Cầm bẫy dính riêng hay sao ba? Ừ. Ôi chuột mập ghê vậy. Để cho Sáu cầm dính đi. Đưa Sáu kìa. Ừ. Nè cái nào không dính ông cầm giùm đi chút nghe vô. Nhẹ. Dính tôi gom ở đây dễ. Dễ ha. Uống chuột mập.
À, đầu tiên hay chưa? Tại vì cái đi thẳng vô có bẹo là có 7. Nhìn theo cây bẹo rồi lắm. Có 7 là có. Có 7 là có chuột. Rồi. Có rồi, có cái 7 không? Không có. Có gì đây? Phân chia chưa kìa. Tới nữa nè. Lộn hao ấm. Rồi, tới. Đâu? Nó em. Có kìa, nó gối cho đuôi lại luôn à. Xỉu luôn hay gì vậy? Còn nhúc nhích, còn nhúc nhích. Xỉu trắng. Nó bị quá nó cứng luôn á. Nó quấn cái đuôi nè. Rồi 6 thăm cái nữa thì không có rồi nè. Nhất giờ mình đi thăm dễ mà, đặt thì khó chứ thăm dễ ẹt. Cái bẻo lấy lắm mà, theo cái bẻo lắm mà. Vậy, lắm nữa hả? Hay chạy. Chục con, chục con. Bự ghê hả? Cà bá rồi nè. Có con là được rồi. Vậy, cà bá luôn. Cà bá luôn hả? Cà sao đi trước con Lý ta? Ủa rồi ta. Trời đen. Cái gì mà nó động vô dữ à? Ừ, gom dữ vậy? Gom gom mà. Làm ơi, làm ảo luôn. Này sắp biết bao nhiêu nặng. Xả ra chạy luôn chứ. Ủa vô gom quá chạy luôn. Thiện ơi, nó làm ảo. Ồ, con chuột. Mặt quá. Ít cũng biết rồi. Sao gỡ ra được? Không được. Không. Lùm nữa chẳng là gỡ. Tay. Sao? Lâu gom dữ rồi tạng. Để sao rồi. Rút mà cái gom vô coi nè. Chuột giống như bự như chuột cống. Cống đâu, gom mà. Mà nó bự quá. Trời ơi, nó cuộn gom vô nữa rồi. Bỏ con ông nội luôn. Đừng giả nữa. Để cho ông giỡn làm. Ừ. Trời ơi, nó cuộn gom vô quá. Cuộn gom vô đây làm chuột quá trời luôn rồi. Thằng đó nó làm ổ. Đợi đây sách phụ này Sáu ơi, quá trời nhiều rồi. Ông Sáu hỏi sách không nổi đâu. Đâu mà phụ. Nặng lắm rồi. Bị dư quẩy cũng hết. Đã nó dính rồi. Dính nữa không? Do nó ngồi gọn khô không nổi luôn. Ủa, cái này vô cái gặp mà nó không gọn khô cho được. Hai con hai phát cầm trầu queo kìa. Thôi. quá dính rồi. Quanh này. Quá dính rồi. Cái luồng này của ông Sáu nghe quý vị. Hay quá Sáu ơi. Trời ơi, hai cá hai em luôn. Dữ dằn thì trời. Đâu? Ủa ba hay chưa ba? Kìa. Cái đó nó. Chao đảo. Ôi con này con đực nó không có hai gom á, còn con cái hỉ ha. Ở đây con nữa Út ơi. Nữa hả? Lầm. Làm sao sợ không kịp kìa. Đánh tiền con hang chuột. Trúng mánh nè. Đi quấn cái đuôi rồi. Quấn cái đuôi nữa rồi, chục bự nữa rồi. Cục đuôi. Trời bá trời. Cho mượn lại cái cây kìa. Mượn cây lắm. Cái bẻo hả? Rồi cái bẻo coi. Ngoài ở đây chứ. Ô mánh. Nghe miệng hang chập bắn lửa rồi. Sao ngày qua là chuột cống? Cống mình cống chứ. Chuột cơm nó cũng đi. Cống cơm cũng đi bộ cống không hả? Mặn cống chưa chắc gì cái hang này nó còn ở đâu. Nó mới đụng thôi. Chuyện nào nó bích đụng kìa nó mới ở. Lên cây cây tao nắm gì không đâu. Nước ở dưới. Rồi hai cái đâu đít lụm rồi. Lụm không? Lụm. Lụm cái loại dập hả? Lụm hai cái bẫy với hai cái bẹo. Ôi cái đường. Đường gì không dính nữa. Đâu rồi? Đó. Nữa rồi. Xong. Khúc chuồng đây làm gì trống quá nó không có hả? Không có là bắt đầu đổi thừa hoàn cảnh đi. Cái bờ trống nè, cái bờ trống kìa. Trống quá. Con mới luôn hả? Trống lắm. Cái ăn đi ăn đi ghế. Lắm rồi kìa. Lắm. Thế lắm. Đây rồi một con. Đây lắm chứ. Ôi chuột này chuột bé. Chuột lứa. Cái này không nó cũng hai gom vô quá trời nữa. Trời ơi, nó cắn gom vô. Chuột lứa. Đặt trong bờ của Dượng Năm thì biết ổng chịu không nữa nè. Gom. Dẫu cờ. Rồi còn có mấy cái nữa. Sao đi đặt lâu mà thăm nhanh dữ vậy trời. Thăm dữ. Chuột mặt không? Hai con nữa cái này là chuột mặt. Ủa cô ba còn hai cái nữa hả? Hai cái nữa là dứt điểm nữa. Quan sát từ xa. Có thấy chuột không Út? Trời ơi. Trời. Cái đường nó chạy như xe tăng vậy mà. Nhưng mà nó không đi. Phải mà đặt đường này được hả? Ừ.
nè, thấy không, nó móc đi vỏ vàng, nó ăn, nó giấu ăn nè, ăn lúa gì mà nó đây đi là sao. Làm gì mình gạt chụp đường đó sao rồi, chụp đường đúng không, nó chạy nhiều đường mà không biết đường nào nó đi, nó đồ ngu quá, đi đường này gặp được kia. Lắm lắm, cuối cùng cái kính cùi, trời ơi con bự mọi ơi, gì cái gì một cầm bá lửa mình chạy. Ông Sáu thành công rồi, qua tài giờ sao, bây giờ sáng mình lội qua mương hay sao ta, chảy quải đi khỏi nước này sâu rồi, bọc cái quải đi chịu cực ha, cổng cho bọc ngoài đi ha, đây hàng đây cổng cho, cổng qua luôn hả? Ừ, chơi luôn đây. Ê ơi, sao cổng còn nổi, còn nặng chứ. Rồi bây giờ để dập này cho Sáu đi theo không ha, để đây. Thôi tôi xách về trước ông nội ơi. Ủa kỳ á, nãy giờ người ta đi xách 7 cho 3 tự nhiên vậy. Nè, lội xuống trong đó sợ đau giò nó. Thì cổng rồi kìa, lội xình, thôi. Chạy đi bắt chuột được. Thôi tôi xách về trước luôn. Mấy ông đi thăm đó, đưa ra đây. Vậy là 3 giờ trước phải không? Nấu bình chua rồi hay gì, lục mẻ rồi vậy. Mình đựng cái dập tiện. Hay vậy? Nhà của anh đang mắc cái là anh đâu? Dây ta đây nè. Vậy mình đi rồi mình kiếm dây khác. Mình kiếm một dây khác đi. Rồi dây cục dính của ông Năm kìa. Rồi của ông Sáu là dính nhiều lắm nha cả nhà. Rồi bây giờ để nguyên vậy nha. Thì để về để chậm gì nè. Đừng có lấy ra trơn nha. Cái này từ giá 15 con nè. Dính cái hơn nữa còn gì. Dính hơn nữa. Để đây đi. Nước đậu trời luôn hả? Nè. Phải có phải không chứ. Ui, sao rồi. Chưa gì trơn, thua gì chạy mới vô cái đầu tiên nha. Trời ơi, hẹn vỏ đường rồi kìa. Không có gì, nó hách ra không nữa. Lắm. Có là được. Thôi không lụm luôn. Để chung luôn gì. Để không đi. Để chung đi. Gì mà thẳng ra. Không ấy đưa em ngang cái chạy rồi. Kìa chỉnh dính nữa kìa. Đây đưa cái... Chạy nữa rồi. Ơi sao chuột lúa không nhỉ? Một hỏi nhiều đi. Không phải con ếch. Ếch hay chuột? Ếch. Trời ơi, cái đen đen đứng con chuột không nội. Ếch. Gà thích lạ lạ không. Rồi sao nó lật ngửa nữa rồi Sáu ơi. Chứng tỏ chuột có đi này Sáu. Thấy không? Ừ. Nó lật ngửa là nó đi hướng này nè. Lại những ủi. Mau. Hết cái bự luôn. Trời ơi, gì được rồi, miếng có là được rồi. Như đây hai anh em mình kho cũng đủ rồi. Ô, bà bá kìa. Đâu? Rồi ra ngoài rồi. Bỏ cái bẫy xuống. Sáu bỏ xuống gì? Qua rồi. Sao ra ngoài được kìa? Cái bẫy này yếu như trời. Ồ vậy là nhiều khi nó sập nó chạy ra, ra cả đống luôn. Vậy trời bá trời. Là sao yếu hay gì kỳ vậy? Trời bá chưa kịp lụm nữa. Ôi trời. Ôi tức ghê. Ổn. Lụm lẹ lên đi. Chạy nữa. Lứa. Lứa này lứa ngon nè. Nó là hai cái hai con luôn. Chạy tưng tưng kiểu này mà con bự nó ra chứ gì. Hai cái hai con luôn. Thấy là phải hốt liền chứ để. Lụm nữa là sao ơi. Nữa nè. Đúng nữa rồi nè. Lâu con bự con đi. Không sao hồi bắt buộc bự lại chứ gì. Rồi. Vô và vô. Chẳng bụi cỏ đó lý tưởng. Ghê luôn mà nó không đi là sao? Hai con luôn. Thôi. Chúc mừng, 17 hai con luôn. Hai con luôn mới ghê chứ. Quá dữ. Lứa lứa này không cũng được nữa. Tại vì nữa. Ơi. Ớt nè. Dính ớt nữa kìa. Trời ơi, dính mà lại. Đặt bẫy chuột dính ớt. Dính sao không?
đường láng là tưởng đôi chuột không bao giờ ớt luôn. Thấy hình trước có dính là kẹo quá. Nằm chống ngoài mình nhìn mình thấy. Chuột nó ớt rồi trời. Đừng nói ớt nữa. Con gì bự dữ lắm rồi. Chuột. Hai cái này không có. Chuột mà nó bị ướt. Không, nó lật nghiêng lật ngửa rồi, con này phải nó mạnh là đi nữa rồi. Đi nữa rồi. Sao mình không cắm cái cây bẹo vô trong cái bẫy luôn á ta, cho nó dựng cái bẫy. Đó, thấy không? Đứng dưới mình như con bự vô á. Nhảy nè, nhảy nè. Đục nước cho ngốc vô dựng đi nè. Rồi lắm nước đi Úc. Sụt lúa thôi cả nhà. Cầm đi, cầm bẹo tiếp đi, hết rồi đó, hết chỗ cầm rồi đó. Đây con cầm chứ. Trời ơi, chuột bự. Trời ơi, sạch gì tùm lum luôn vậy. Sạch mắc kẹt luôn. Ôi, đứt về so không ơi. Vậy? Đứt về so. Trời một em nữa. Mẹ luôn. Ôi, con ớt. Nè, đây sửa tiếp đó không? Rồi được rồi, bỏ đó vô đi. Có 20-30 bự gì, có 20-30 bự hả? Nhưng mà ông sáu đâu có cái nào chạy hai con như mình. Đó địa điểm nhắn này. Ớt rồi, ông sáu đâu có chạy. Ông sáu làm gì đâu được hai con ớt. Tổng hình quả. Tổng hình quá khủng. Này quá đạt luôn. Quay nước này nè mới thấy chuột, cái kia mới dơm xong à. Để đó mình mua lò xo á, hách biết hàng là mình lựa cái lò xo nào cũ là mình phải gắn thêm một cái nữa mới được, nó để nó yếu rồi nó ra đó. Nó nãy giờ tông hết con bự luôn thì cái lò xo nó yếu thì nó chỉ con dám con dơ. Bên ông sáu chuột bự không nó là phải thay lò xo, có mấy con kia quấn dơm không thấy hách biết hai chục lứa mà chút được con ếch như bạn với lại có một cái được chưa, hai con hai ếch. Trời ơi, mình đặt đó bên đó có bao nhiêu có không dính. Số lượng dính nhiều hơn chứ. Số lượng dính nhiều hơn. Nhưng mà bên cái đường của ông Sáu thì dính nhiều hơn bên cái đường của chú Út với ông Sáu. Cũng đến lúc mình sẽ thu hoạch đậu rồng. Mấy cái đó có bị dạng không? Trái quá trời luôn. Đây là đợt trái đầu tiên nha cả nhà. Đâu cần tới trước đâu, sau này đủ rồi. Mấy trái hú hít này già. Nó động. Nó khúc khúc ở trong cái lá. Rồi, đây có một trái này. Đậu rồng này là hồi đó nó cái gụng hộp hay gì rồi tự lên đó. Đây trái nữa, chỗ cây. Cái nào bẻ được bẻ hết luôn đi. Chứ để nó già. Bên đây có nhiều trái luôn. Sáu mới tưới. Úc đi dòng xuống dưới đâu? Dưới đó kìa. Dưới đây cũng có bọn trái à. Ủa, Út không thấy trái này hả? Chắc khuất, mình nhìn bên đây mình thấy cả nhà, nhưng mà trên đó chú Út chắc khuất cái chân đó. Rồi, đó. Trái này hả? Ở dưới.
Đây. Tới không Út? Cái này Út bé tới không? Tới. Rồi. Chưa biết chuột làm món gì, thấy đậu rồng ăn được thì mình bẻ đậu rồng trước đi. Cái đậu rồng này cái lá non ăn vẫn được luôn á cả nhà. Mấy cái lá non này là mình ăn được hết luôn nè. Không tới rồi. Quá cao rồi. Út ơi, nguy hiểm quá. Út đừng cố gắng hết sức lắm. Còn trái nữa. Hai trái luôn, nằm trên cây kìa. Một cây, một trái nằm trên cây xuôi, một trái nằm trên cây ngang. Không tới rồi. Đó. Đó. Cũng một rổ luôn rồi, rồi. Đây, bây giờ chú Út sẽ chuẩn bị cơm sáng nha cả nhà. Còn ông Sáu thì đi tới vườn rồi. Mày chuột mình làm hai món rồi. Chiên với xào sớt. Ăn với đậu gạo. Giờ mình chuẩn bị chặt chuột. Xào sớt ớt rau răm phải không? Bà còn hiếu rau răm, để Út chặt xong đi con đi thì cắt. Chú đi hái rau răm. Con đi hái cho. Chiên giòn với lại xào rau, xào xả ớt đó cả nhà. Một món mặn với món chiên rồi xong rồi. Sáng nay mình không có ăn canh rồi mình sẽ ăn với đậu gồng. Đậu gồng ăn sống hay là xào? Ăn sống. Ăn sống rồi. Cái này là xào xả ớt hả? Ừ. Đây là bên đây là xào xả ớt. Còn bên đây là sẽ là chiên, có hai con ếch nữa. Ủa có con chuột nhỏ kìa, xào xả ớt. Con chuột béo. Đặt có lên có béo cỡ nào? Vừa bự mới vừa mập. Hai con ếch đó với mấy con chuột bự bên đây mình sẽ chiên nha. Rồi còn mới bên đây Út chặt được. Sờ sữa. Mấy bữa nay lâu lắm mới quay về trò làm ẩm thực. Rồi mình sẽ đến với hai món ăn ngày hôm nay của chú Út nha cả nhà. Chú Út đã chiên chuột trước rồi nè. Rồi bây giờ bên kia là sẽ là xào sớ rau răm. Dầu nóng rồi. Hành, tỏi, xả, ớt vào. Phi lên cho thơm. Thơm thiệt. Dọn chén ba ơi. Thơm quá. Đây không có vàng. Vàng đi về bên ngoại của bé Đô rồi. Nước mắm. Chưa bột ngọt. Phù hợp với cái nồng hay quá. Nó bị không khớp hay.
Trời ơi. Con sợ nhất là chiên. Nổ ghê đây nè. Cái con mập bên đây chở được chứ? Được. Sắc mà nữa. Ơ ơ ơ sợ quá. Hàng để đợi cái mắt bên đây cho các ăn hết. Đúng rồi, đây nó văng con ghê quá. Rồi. Này mình lấy ốp đèn á. Để hầm cho nó được. Tại này mình không sử dụng nước lạnh mà. Được rồi, chín rồi. Quan trọng cuối cùng. Đây. Còn lại gì mà nó thơm được chuột á. Đó vậy đó, mới hành chuột xào rau răm đó. Không, một món nhắc luôn chuột chiên luôn. Để cho rau răm nó còn sống sống này còn thơm. Đây là bữa cơm sáng của gia đình Bông Lúa Đồng Tháp đây cả nhà ơi. Ở đây mình có là chuột xào xả ớt rau răm. Này là nước mắm chua ngọt để mình ăn chuột chiên. Chuột bự chiên. Đây là rau sống và đậu rồng. Đó, xe gì đồ cái bọng để cho nó giúp nó mặn rồi chứ. Cơm tạm đi ơi, đất đại đường cho mấy ơi. Chưa có mấy chỗ đó. Mình đưa để lại ớt để lại cho cái tôm này. Tôm thấy mang ếch mừng. Còn 2 ký ếch vậy hả? 2 con 2 ký. Hết vô luôn đi. Hết luôn. Ừ, cho chấm vô. Chấm vô. Ôi dạ, trời ơi. Mùa này mùa dí chuột. Bữa nay ngày hôm qua, do ngày hôm qua không có cắt lúa, mình đặt bẫy. Bữa nay mình ăn cơm xong là tiếp tục mình dí heo mới cắt nữa nha cả nhà. Ôi, đậu rồng nó ngon nè. Nhặn nhặn đi xuống cho nó mặn mặn rồi đấy. Trộn trộn bên đây. Dẹt dẹt qua bên cái. Cho mấy ổ có, cho mấy cái bọng này nó giúp cái mặn. Không học không ăn được, hồi chú Út ăn chơi nè. Trời. Ăn chơi mà sót à. Dạ hồi sót rồi. Lâm luôn. Đó, cái hồi mình lấy cái nước này nè, mình chấm ngon, chấm rau. Ngon à, ăn gì ngon chứ. Đậu này là mình xào là nó hấm mặn vô trong cái miếng chuột luôn rồi. Sáng giờ còn cho nó bồng lên. Thằng ngờ xin mời cả nhà ăn cơm sáng thôi nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm sáng à, hành quả đặt bẫy chuột. Làm chuột xào rau răm. Hành quả cũng được cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn chuột coi. Chuột xào rau răm. Thôi mời cả nhà. Chuột xào rau răm. Quá ngon. Tạo vậy. Ừ. Quá ngon lắm, thêm miếng nữa. Cắt rau vô mới được. Ừ, cắt thêm vô. Sâu rộng này ngon, giòn. Mà cả nhà chục chiên như đậu rồng. Chào tém lìa tém lìa không? Ừ? Ngon không tém lìa tém lìa? Không biết hả? Dạ không biết. Mình nấu không biết hả? Không lẽ mình tự khen mình? Để ăn hết dĩa đi cảm nhận sao?
để gì cho nó thấm thấm lại dưới đây. Lấy gai lên ký quá nè. Con này lấy gai lên ký lắm à. Tóc ta bỏng rồi. Đùi. Ông đùi gì cũng ngon. Chờ Giang giờ mới về tới không? Chắc nó ăn ngoài chợ rồi quá. Ủa đi không vỗ hôm nay gì sớm hả? Không vỗ hôm qua. Hôm qua sạch bên này hả? Qua. Thì chắc ngày hôm qua về không nổi rồi ngủ một đêm, sáng nay về sớm đó. Thiếu rồi, xin khắc. Bạn hiểu mà làm bây giờ mình cầm xe là có một ly rượu cũng phải nghỉ qua đêm mới được. Tự nhiên Út ngồi gì mới phát hiện tự nhiên không? Mình nhìn hoài mình thấy bình thường. Rồi mấy cô chú anh chị coi hay để ý mấy cái bình rượu mà sau lưng lắm. Hấp hồn á. Cái bình rượu mà gần chút nhất cả nhà, hai cái bình đen đen gần út nhất cái đó là rượu Chăm. Còn cái bên đó là bưởi. Cái bên nữa là khóm. Còn sau lưng ông Sáu là có bình rượu mít nè, ổi nè. Còn bên kia phía bên Dưỡng Sáu đó là Sari. Có nhiều cô chú anh chị hỏi. Trời đời, sao bữa nay mình gậy bẫy gì mà đặt không sao? Cũng đạt cầu rồi. Hả? Cũng đạt lắm rồi. Đã không? Tôi là đạt tiêu chuẩn cao đó. Ông Sáu là vượt tiêu chuẩn. Tôi vượt tiêu chuẩn á. Vượt chỉ tiêu. Ừ. Chúng luôn, chúng luôn. Tôi Sáu thôi. Tôi vậy cũng chắc nút rồi đi. Bà coi, người ta có con cá hai con còn nữa. Chẳng qua là chúng luôn thôi. Út đang hối hận ngày qua không chịu đi thẳng cái bờ đó vô luôn. Tự nhiên ghé bên kia. Tính bờ kia nhiều. Không là chút nhỏ nhiều thôi. Đầu dòng là đầu mùa này ăn ngon quá mấy ông. Trời bữa khác đặt nữa gì. Trời còn thiếu gì cơ hội. Với lại cái này lúa chưa cắt hết mà. Chưa có gom. Cái này là vô mùa săn chuột rồi cả nhà ơi. Thứ nhất là rất nhiều cách để mình bắt chuột. Thứ hai nữa là rất nhiều món chuột. Đây thì sao là chuột mãi mãi luôn. Chuột mãi đỉnh. Xong rồi có nhiều anh chị, cô chú anh chị sẽ hỏi ăn chuột không biết ngán hả? Làm món này món kia cũng ngán chứ cả nhà. Cái mình đổi. Rồi vô mùa tới cái vùng của mình nó tới cái mùa chuột thì mình săn chuột thôi, cũng giống như mai mốt mà nước nó nổi lên nhiều thì mình săn cá. Cơ hội là cả này là chuột ngon. Trong một năm là chỉ có mùa này là chuột là ngon nhất. Lụm. Cái đó như sáu gà hay gì đó. Ừ. Bữa nay có đậu rồng xong cái mấy cái rau kia dễ mọi người ăn đậu rồng. Thao mỏ. Thao không? Thao mỏ. Ăn xong bữa cơm này mình sẽ tiếp tục nha cả nhà. Hôm nay còn một cái đám lúa nhỏ nhỏ kế bên chòi của mình là cái miếng này là trên khu trên đây là miếng sau cùng nhất á. Mình sẽ đi dí chuột nữa nha cả nhà, để coi coi bữa nay có bội thu hay không. Rồi chuột coi có ngon không nữa. Rồi cả nhà đón xem con lúa Đồng Tháp sẽ thành quả như thế nào và sẽ có những món ăn gì mới nữa nghe. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ, một ngày tràn đầy năng lượng. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chuột chiên cái chế nước mắm vô chấm đậu rồng có bộ ngon hả ba hả? Đúng bài luôn.